Trung Cộng nói rằng cả nước phẫn nộ với việc Nhật Bản mua đảo, tin từ Bắc Kinh. Trung Cộng cho biết toàn quốc ủng hộ yêu cầu của chính phủ rằng Nhật Bản nên rút lại việc mua các hòn đảo tranh chấp trong khi các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn. Cuộc tranh chấp lãnh hải kéo dài đã bùng lên vào tháng trước khi Nhật Bản bắt giữ một nhóm các nhà hoạt động Trung Hoa đặt chân lên quần đảo được gọi là Senkaku ở Nhật Bản và được gọi là Điếu Ngư ở Trung Cộng. Căng thẳng càng gia tăng vào hôm thứ Ba vừa qua khi Nhật Bản, hiện đang kiểm soát các hòn đảo, cho biết họ đã mua chúng từ một chủ sở hữu tư nhân, bỏ qua các cảnh báo từ phía Trung Cộng. Người dân Trung Cộng đã biểu tình ở thủ đô Bắc Kinh và các thành phố khác trên khắp đất nước trong 3 ngày. Bộ Thương mại Trung Cộng cho biết việc tranh cãi có khả năng sẽ ảnh hưởng tới thương mại giữa các nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba trên thế giới. Truyền thông nhà nước đưa tin, Trung Cộng đã đưa 2 tàu hải giám tới vùng biển để tái khẳng định tuyên bố chủ quyền của mình. Nhưng Nhật Bản cho biết họ chưa nhìn thấy tàu hải giám nào. Một quan chức tuần duyên cho biết tàu nước ngoài tiếp cận vùng biển của Nhật Bản sẽ được cảnh báo và yêu cầu thay đổi hướng đi. Nếu họ không thực hiện đúng và đi vào vùng biển của Nhật Bản, lực lượng tuần duyên sẽ cố gắng để buộc họ phải thay đổi hành trình.